Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn, và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video về bệnh khô khớp ngày hôm nay. Mở đầu xin chúc quý khách và các bạn luôn mạnh khỏe. Mời bà con và các bạn nghe nguyên nhân và triệu chứng của bệnh khô khớp là gì. Và sau bài viết thì có những cái bài thuốc để hướng dẫn cho bà con cách điều trị bệnh khô khớp và những thực phẩm nên sử dụng và không nên sử dụng cho người bị bệnh khô khớp sau đây. Mời bà con và các bạn nghe bài thuốc. Khớp bị khô là hiện tượng thường gặp ở người cao tuổi. Thế nhưng, theo thống kê vài năm trở lại đây, căn bệnh đang dần có xu hướng trẻ hóa. Vậy, người bệnh khô khớp do đâu? Có nguy hiểm không? Và cách điều trị như thế nào? Mời bà con và các bạn theo dõi bài viết để nắm chắc các thông tin chi tiết sau đây. Khô khớp là một dạng tổn thương ở khớp khi cơ thể người bệnh không kịp sản sinh các chất nhầy bôi trơn khớp. Do đó, khi người bệnh vận động thực hiện các cử động cơ thể, phần khớp bị khô sẽ phát ra những tiếng lạo xạo lục khục. Trong đó, bệnh nhân mắc chứng khô khớp phổ biến nhất ở khớp gối và khớp vai. Chứng khô khớp ở bệnh nhân có thể kèm theo một số triệu chứng sưng đỏ khớp, nóng khớp. Bệnh lý này gây ảnh hưởng lớn đến tình trạng sức khỏe của người bệnh cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày. Người bệnh bị đau nhức trong thời gian dài. Khi bệnh nhân mắc chứng khô khớp, các sụn khớp bị bào mòn và lộ đầu xương. Người bệnh mỗi khi vận động sẽ làm hai đầu xương ma sát, gây ra các cơn đau vô cùng khó chịu. Chứng đau nhức xảy ra trong thời gian dài và không có dấu hiệu thuyên giảm nếu không được chữa trị. Khớp bị biến dạng, teo cơ ở giai đoạn khô khớp tiến triển nặng hơn. Người bệnh có nguy cơ phải đối mặt với chứng teo các cơ bao quanh khớp. Đặc biệt ở vùng khớp gối, bệnh nhân có thể bị cong quẹo chân sang trái hoặc sang phải. Các hoạt động đi đứng của bệnh nhân gặp khó khăn, đi lại khập khiễng và rất dễ ngã. Về vấn đề liệt khớp, thì trong số các biến chứng của bệnh khô xương khớp, liệt khớp được nhận định là biến chứng nặng nề nhất. Người bệnh dần khó vận động vì khớp ngày càng cứng. Hậu quả cuối cùng là chứng bại liệt, có rất ít khả năng để phục hồi. Khớp giảm khả năng vận động, người bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đi lại, chạy nhảy, leo bậc thang hoặc đứng lên ngồi xuống. Các khớp xương đôi lúc bị mất cảm giác tạm thời và luôn cảm thấy nhức mỏi. Bên cạnh các biến chứng trên, bệnh nhân bị chứng khô khớp xương có thể chịu tổn thương ở các dây thần kinh, trong đó dây thần kinh tọa dễ bị tác động nhất. Dây chạy từ phần sống lưng đến gót chân của chúng ta. Khi bị tổn thương, người bệnh sẽ chịu đau nhức toàn thân và việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Dấu hiệu nhận biết về bệnh khô xương khớp sau đây. Chứng khô xương khớp có thể chỉ biểu hiện duy nhất triệu chứng, đó là khớp nghe lạo xạo khi cử động, hoặc khô khớp đi kèm thêm nhiều triệu chứng liên quan đến khớp khác như là sưng đỏ. Ở thời kỳ đầu mới mắc bệnh, bệnh nhân chỉ cảm nhận các cơn đau nhẹ khi thực hiện các động tác gập co, duỗi, xoay người. Sau một thời gian, người bệnh sẽ có những biểu hiện như sau. Khi cử động, các khớp bị tổn thương phát ra tiếng kêu. Dịch bôi trơn khớp không đủ làm các đầu xương ngày càng ma sát vào nhau nhiều hơn. Vì vậy, mỗi khi chúng ta vận động, các khớp có tiếng kêu lạo xạo. Đây là triệu chứng rất dễ nhận biết mà người bệnh cần chú ý. Về đau nhức thì bà con mình nên để ý là không chỉ ở những chứng khớp khô, các bệnh lý về xương khớp khác đều gây ra cảm giác như đau nhức với người mắc bệnh. Về khô xương khớp, cơn đau lúc đầu chỉ thoáng qua, đau nhẹ. Càng về sau, cơn đau sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn và mức độ đau cũng tăng theo. Về mặt hạn chế sự vận động thì ở người mắc bệnh, khớp bị khô, các hoạt động vận động sẽ bị hạn chế khá nhiều do cơ đang dần suy yếu, đặc biệt cơn đau phát tác, người bệnh gần như không thể cử động. Tiếp tục đó là về cứng khớp. Cứng khớp là tình trạng tất yếu xảy ra khi bệnh nhân không có đủ dịch nhờn để làm trơn các đầu khớp. Đặc biệt, chứng cứng khớp thường xảy ra vào mỗi buổi sáng. Người bệnh thức dậy gặp cản trở trong việc cử động các khớp xương. Và tiếp tục thì mời bà con nghe các nguyên nhân dẫn tới bệnh khô khớp xương. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng khớp xương bị khô. Ngoại trừ người cao tuổi, những bệnh nhân thuộc lớp trẻ mắc chứng khô xương khớp còn do nhiều yếu tố thói quen sinh hoạt tác động. Cụ thể một số nguyên nhân mà người bệnh đang gặp phải là
về vấn đề tuổi tác. Người bước sang tuổi trung niên hoặc người già, cơ thể bắt đầu có nhiều lão hóa do chịu tác động từ tuổi tác. Các khớp xương của người bệnh không còn lớp sụn để bảo vệ, dẫn tới các ma sát đầu xương và gây ra khô khớp. Người bệnh lao động quá sức. Yếu tố thứ hai đó là tác động tới xương khớp của chúng ta. Lao động quá nặng trong thời gian dài, các khớp xương chịu áp lực lớn, dây chằng cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Những trường hợp bệnh nhân này sẽ mắc bệnh về xương khớp sớm hơn. Và tiếp theo đó là người lười vận động. Các bệnh về xương khớp rất dễ xảy ra ở người ít khi vận động, trong đó không ngoại trừ bệnh khô khớp. Nhóm đối tượng này chủ yếu là nhân viên văn phòng, khi cơ và khớp xương của người bệnh ít được vận động, làm khớp bị hỏng, dễ tổn thương. Tình trạng này làm tăng nguy cơ khô xương khớp và các bệnh về xương khớp khác. Người bị mắc các chấn thương xương khớp mà các bạn mắc phải có thể lại là một vài di chứng sau đây. Một số chấn thương như dây chằng bị tổn thương, gãy xương, trật khớp. Chấn thương không điều trị đúng cách có thể dẫn tới hiện tượng khớp bị khô. Thứ nhất đó là thừa cân và béo phì. Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chứng khô khớp còn có thể xảy ra do cân nặng tác động. Khi trọng lượng cơ thể càng tăng cao, các khớp xương càng chịu thêm nhiều áp lực, đặc biệt khớp gối là nơi chịu nhiều sức ép nhất. Ngoài ra, bệnh nhân có thể mắc các chứng khớp xương bị khô do mắc một số bệnh liên quan đến xương khớp như hoại tử xương, bệnh gút, bệnh viêm khớp hoặc một số dị tật do bẩm sinh. Đó là nguyên nhân và triệu chứng của bệnh khô khớp mà kênh Cây Thuốc Nam vừa nêu cho bà con, để cho bà con nắm bắt được nguyên nhân và triệu chứng. Và sau đây đó là những bài thuốc chữa bệnh trong dân gian như sau. Mời bà con nghe bài thuốc thứ nhất. Bài thuốc thứ nhất, chữa trị khô khớp bằng dây đau xương. Dây đau xương là vị thuốc được tận dụng chủ yếu trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng đau nhức xương khớp và tê thấp. Dây đau xương có tính mát, vị đắng nhẹ, vừa giúp lợi thấp khu phong, vừa giúp người uống thanh nhiệt giải độc và hiệu quả. Dây đau xương đã được y học nhận định có công dụng tốt trong việc làm mạnh gân cốt, hỗ trợ điều trị khô khớp, thấp khớp, đau dây thần kinh tọa. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng loại thảo mộc này để cải thiện bệnh tình. Cách sử dụng như sau. Người bệnh chuẩn bị là 25g lá và thân dây đau xương. Mời bà con xem trên hình ảnh, đó là dây đau xương cùng bưởi bung, cỏ xước. Sau đó bà con mang đi thái nhỏ, phơi khô và rửa sạch. Các vị thuốc này bà con cho vào ấm, nấu sôi 2 lít nước, nấu khoảng 15 đến 20 phút thì bà con có thể là tắt bếp, chắc ra uống thay nước lọc trong ngày và mỗi ngày sử dụng một thang. Tiếp theo đó là bài thuốc thứ hai là cây lá lốt. Lá lốt xuất hiện thường xuyên trong các bữa cơm của người Việt Nam, không chỉ là gia vị cho món ăn theo hấp dẫn, lá lốt còn là vị thuốc quý mà chúng ta không nên bỏ qua. Lá lốt phát huy công dụng hiệu quả trong việc chữa trị chứng bệnh về xương khớp, đau bụng, chứng đổ mồ hôi chân tay hay bụng nhọt, phù thủng. Người bệnh khi sử dụng lá lốt sẽ giảm các cơn đau nhức ở xương khớp, trừ lạnh và giảm nhức mỏi chân tay. Cách sử dụng bài thuốc như sau. Người bệnh có thể dùng lá lốt tươi hoặc lá lốt phơi khô, đều đạt được hiệu quả tương tự như nhau. Mỗi ngày bà con và các bạn dùng khoảng 100g lá lốt, nấu nước uống cùng một nắm nhỏ lá xương sông. Mời bà con xem trên hình ảnh lá xương sông. Người bệnh chia phần nước thuốc nấu được thành nhiều bữa nhỏ để uống. Cách thực hiện này nên duy trì 3 tuần để lá lốt phát huy công dụng một cách tốt nhất. Thì bà con sử dụng là 2 lít nước và 100g lá lốt và lá xương sông. Rồi nấu xong bà con uống thay nước lọc trong ngày để dùng trong ngày cho hết. Qua ngày sau thì mình dùng món thuốc mới. Và tiếp tục mời bà con nghe bài thuốc thứ ba, đó là cây cỏ xước. Cỏ xước là loại cây quen thuộc mọc rất nhiều ở các vùng quê. Dù là loại cây cỏ mọc hoang nhưng cỏ xước lại là vị thuốc rất quý của dân gian và đông y. Trong y học, cỏ xước chủ yếu được sử dụng dùng phần rễ, có thể phơi khô hoặc dùng rễ tươi. Cây cỏ xước có tính mát, vị chua và đắng nhẹ. Cây hỗ trợ người bệnh giảm đau, tiêu viêm, làm mạnh gân cốt cũng như tăng cường chức năng thận. Người bệnh bị khô các khớp xương sẽ giảm các cơn đau nhức, giảm sưng đỏ sau một thời gian sử dụng thuốc cây cỏ xước. Cách sử dụng bài thuốc như sau. Cỏ xước tươi, nếu không sử dụng hết, bà con hãy phơi khô và bảo quản sử dụng vào các lần tiếp theo. Người bệnh bị khô khớp nên sử dụng cỏ xước, mỗi ngày sử dụng là 50g, nấu sắc nước uống thay nước lọc. Bà con sử dụng là 2 lít nước và nấu
khoảng 15-20 phút bà con nhắc xuống và sử dụng cái nước thuốc đó để uống trong ngày. Và tiếp theo đó là người bệnh bị khô khớp nên ăn gì và nên kiêng gì. Mời bà con nghe sau đây, đó là điều quan trọng nhất là thức ăn dành cho người bệnh bị khô khớp. Cùng với việc quan tâm các phương pháp điều trị bệnh hiệu quả, bệnh nhân còn chú ý thêm về chế độ ăn uống để có thể cải thiện một cách tốt nhất. Các chuyên gia về xương khớp đã chỉ ra rằng việc sử dụng đúng các thực phẩm sẽ giúp cơ thể tăng tiết chất nhờn, các khoáng chất và các chất chống oxy hóa giúp bệnh nhân phục hồi mô xương sụn, ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp. Và sau đây đó là các thực phẩm bệnh nhân bị bệnh khô khớp nên sử dụng như sau. Nhóm thực phẩm chứa chất béo omega 3 sẽ tăng khả năng tiết dịch nhầy, làm trơn các khớp sụn, mô sụn được tái tạo và xương khớp dễ dàng hấp thu canxi hơn. Bệnh nhân có thể bổ sung omega qua những thực phẩm sau đây: cá hồi, cá thu, trứng cá muối, hạt chia, ngũ cốc nguyên hạt có hàm lượng dinh dưỡng cao và chất chống oxy hóa dồi dào. Các dưỡng chất trong đậu, các loại gạo lứt, yến mạch giúp người bệnh tăng dịch nhờn, hỗ trợ tái tạo sụn khớp. Về rau củ quả thì rau củ quả giúp bạn ngăn ngừa quá trình thoái hóa cũng như tăng độ đàn hồi cho mô sụn khớp. Nhóm thực phẩm này giúp cơ thể tiết dịch nhờn, ổn định các khớp xương và phòng ngừa bệnh gút qua các vitamin, chất xơ và khoáng chất. Tiếp theo nữa đó là sữa tươi và các sản phẩm từ sữa. Trong sữa có chứa chủ yếu là các chất canxi và vitamin D, khoáng chất giúp xương chắc khỏe. Sữa hỗ trợ người bệnh chữa lành các tổn thương ở sụn và kích thích quá trình tiết dịch nhờn cho sụn khớp. Một số loại dầu lành mạnh đó là thực phẩm dầu ăn. Một số loại dầu ăn như dầu quả bơ, dầu ô liu, dầu óc chó giúp người bệnh tăng cường sản xuất dịch nhờn. Dầu cải thiện triệu chứng đau nhức xương khớp do khô khớp, tăng độ dẻo dai cho các sụn khớp hiệu quả. Kênh Gai Thuốc Nam vừa nêu đó là những cái thực phẩm tốt cho những người bệnh khô khớp sử dụng. Và sau đây là những cái thực phẩm và đồ uống người bệnh khô khớp cần phải tránh và không nên sử dụng. Thứ nhất đó là nội tạng động vật. Những chất axit béo trong nội tạng làm tăng hàm lượng cholesterol, tăng áp lực chèn lên các khớp xương, đặc biệt là khớp đầu gối chịu ảnh hưởng nặng. Các axit này tác động tới quá trình tái tạo sụn khớp của người bệnh. Và tiếp tục đó là đồ ăn lên men. Những món ăn ngâm muối lên men như dưa muối, cà muối, hành muối, kim chi, bắp cải muối và các món ăn chứa nhiều axit và muối. Sử dụng nhiều muối làm cơ thể chúng ta giảm khả năng tiết dịch nhờn, bôi trơn cho khớp. Các thức uống có cồn như là tác nhân gây hại cho tạng gan và làm thoái hóa xương khớp một cách nhanh chóng, phá vỡ các mạch máu ở khớp. Các khớp xương của người bệnh cũng dễ dàng xảy ra chứng khô khớp, thoái hóa sụn khớp. Đó là những cái thực phẩm mà bà con cần nên tránh của những người bệnh khô khớp. Và sau đây tiếp tục đó là biện pháp phòng ngừa bệnh khô khớp. Bệnh khô khớp gây ra nhiều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cũng như khả năng vận động ở người bệnh. Vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta cần có các biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả. Các bạn có thể áp dụng một số phương thức phòng ngừa bệnh hiệu quả như sau. Bà con có thể sử dụng là tập thể dục thể thao là yếu tố cần thiết với tất cả mọi người. Thể thao đều đặn không chỉ giúp xương thêm chắc khỏe, đây còn là giúp chúng ta nâng cao hệ miễn dịch, ngăn ngừa nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác. Bạn có thể tập luyện các bài tập yoga, bơi lội, dưỡng sinh, đi bộ hoặc môn thể thao nhẹ nhàng. Trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, các bạn cũng cần chú ý giữ đúng tư thế để ngăn ngừa bệnh khớp bị khô. Chúng ta cần hạn chế ngồi tư thế gập gối liên tục, hạn chế ngồi cong quẹo hoặc ngồi xổm, mang vác đồ nặng sai tư thế cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tới sụn khớp. Nếu bạn có thói quen bẻ các ngón tay ra tiếng kêu răng rắc, cần lập tức từ bỏ thói quen xấu này. Đây là hành động trực tiếp làm các dây chằng và mặt khớp chịu tổn thương. Đó là về bà con mình mà hay thường bẻ ngón tay với ngón chân mà kêu cắt cắt là bà con nên bỏ đi. Bà con thường làm như vậy thì nó sẽ tác động lên khớp và nó sẽ bào mòn cái khớp xương của mình và nó dễ sanh ra cái bệnh là khô khớp và đau khớp. Thưa bà con, như vậy qua bài viết này, kênh Gai Thuốc Nam chúng tôi đã chia sẻ các thông tin cơ bản nhất về chứng bệnh khô khớp nhiều người đang mắc phải hiện nay. Mong rằng những chia sẻ này của kênh Gai Thuốc Nam giúp người bệnh phòng ngừa cũng như chữa trị bệnh một cách hiệu quả. Thì thưa bà con, hy vọng qua bài viết này kênh Gai Thuốc Nam sẽ giúp ích phần nào
về cách chữa bệnh khô khớp cho bà con và các bạn. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài thuốc này. Và cũng xin bà con và các bạn hãy cùng đồng hành với kênh Cây Thuốc Nam tôi để tìm hiểu thêm nhiều bài thuốc quý hiếm. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.